Các người anh em nào đã có nhu cầu mua acrylic quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nha. Hôm nay anh em có thấy điều gì đó rất là đặc biệt của con em, là thường thường á, cái đá thủ UFC của tôi á là thông thạo A. Ừ, cái thông thạo của cái con này cái đốc là thông thạo A anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm nay nè, nó lại có cái cục tớp nó che cái đi cái thông thạo A, nó rất là phèn nữa thôi anh em ơi đó. Mà anh em nghĩ đi, bậc A mà lại có cái cục tớp á thì trời ơi, nó lại gọi là bố của sướng luôn mấy ông mà. Đúng không? Ví dụ mà mình bậc S mà mình có cục tớp màu xanh á thì nó cũng rất là bình thường, chuyện có gì đâu anh em ơi. Còn cái đằng này tôi bậc A nhưng mà tôi lại có tớp ấy thì thôi, phải gọi là top 1 Nagrop sớm luôn em mà. Còn giờ thì tiếp tục với cái chương trình là đi cướp bóc cái anh em ơi đó. Thì anh em nghĩ là tôi chắc về như vậy là tôi về hay sao? Không anh em mà, không. Ở đây không làm thế, ở đây chúng tôi không làm thế anh em ơi. Đó, chỉ giả bộ thôi. Giả bộ là giả bộ về lui nhẹ xíu thôi anh em mà. Chứ mà cái mục đích chính của tôi á là qua bên bển cướp cái con bùa đỏ tìm bạn anh em ơi. 500 anh em của tôi đâu, qua bên bển cướp con bùa đỏ tìm bạn anh em mà. Đó, đây mới là mục đích chính của tôi anh em ơi. Đó, lỡ có cái mác đá thủ rồi mà anh em, là mình phải gọi là đập cho tới anh em mà. Đã đập đá là phải đập cho tới, đập ở trong game thôi nha. Ở ngoài đời mấy ông gọi là vô tù bốc lịch ráng chịu nha. Rồi nói sao đi, ăn chuối đi con. Hai bạn ngon lành liền em ơi. Rồi còn Agum hả? Agum chạy đâu em? Trời ơi, tao quánh cho mày gum cái đầu mày luôn này con. Khá là may mắn là pha này có thằng Slim nó yểm trợ phía sau này mà. Nó dùng cái chiêu một của nó nè em, nó gọi là hỗ trợ mình một tí đam em ơi. Nếu không là pha đó là chắc chắn mình sẽ gọi là chết đây em mà. Bởi vì sao? Cái thằng Arum á ở đầu game, trời ơi, nó hút máu còn hơn cụ Tết nữa em mà. Nó ghê lắm. Cho nên thôi, nói chung là cảm ơn bạn Slim rất là nhiều nha. Không có bạn là kiếp này của tôi coi như bỏ rồi đó. Và đó tôi gọi là tôi bay vô là kiểu là ăn liều thôi anh em mà. Liều thì ăn nhiều mà không có liều thì ăn mất thôi. Coi đâu anh em thấy. Rồi nè, vô ra, trời ơi, thấp máu đúng không đấy. Ở đâu có thấp máu, ở đó có đá thủ vô anh thì nè mà. Ấy trời ơi đấy. Ở đâu mà có thấp máu là ở đó có tôi anh em ơi. Đó gọi là đá thủ mà anh em, hay gọi là biết chớp lấy thời cơ anh em mà. Rồi, ăn luôn xa xa nè. Thôi ông nội ơi, ông nội gọi là ông nội chơi giùm con cái đi. Tôi gặp mấy ông thánh này rồi anh em mà. Đó, gọi là vô cái thấy tôi cái gọi là cứ chat tớp tớp hả, cho em lên clip đi. Trời ơi, nguyên trận chắc không. Đó, rồi cái thua luôn là coi như là đâu có clip để đăng đâu. Đấy, tôi hiểu mấy ông quá cơ mà. Cho nên á, có ông cốc nào gọi là có gặp tôi á, có yêu quý tôi thôi á, cái cứ chào tôi ở đầu game tiếng thôi, tôi chào lại tiếng. Rồi, ăn chuối đi con. Đấy, tôi nói rồi, đá thủ là phải chớp lấy thời cơ đó, chết bà rồi ơi, tao bỏ bỏ rồi em ơi. Bị cái thằng Omo trả thù rồi em mà. Mía cái thằng Omo này một chút mình sẽ cho nó biết thế nào lễ độ em ơi, quá là gọi là cay đắng đi em mà. Đúng không? Thì quay lại vấn đề như hồi nãy nè, là nếu mà anh em nào là có gặp tôi, có yêu quý tôi thì thôi, chào tôi một tiếng ở đầu game đi, tôi chào lại cái đấy, gọi là tình đồng chí đồng dâm mình nó càng ngày càng gọi là phát triển đúng không anh em. Nói chào dây được rồi, rồi sau đó sao anh em tập trung đánh đi để có clip tôi đăng cho mấy ông xem ha. Chứ mà gặp tôi cái mấy ông cứ ngồi cứ chat không, lúc đó thua lại đổ thừa. Ơ trời ơi, bữa đó tao gặp cái thằng Yuti nè, nó đánh ngu như gì đó đấy, làm tao thua tao mất một sao lúc đó thôi à. Cái đó là lỗi mấy ông nha, mấy ông đừng có gọi là trách tôi, tội nghiệp tôi nha. Còn giờ tôi chỉ cho anh em một cái mẹo nè. Giờ trước tiên anh em chat đó là cướp bùa trước đi, lộn cướp bùa đỏ trước đi, để chi anh em ấy, để lùa gà anh em hà. Ba con gà này nó gọi là nó tưởng tôi đang bùa đỏ nên ba vô nó đơm anh em ơi. Nhưng mà đáng tiếc thay là tôi cùng đồng đội tôi đã đơm nó trước rồi anh em mà. Trời ơi, thấy gọi là thấy quả ao ngay chất lượng của anh em thấy. Đôi khi mà anh em ra chơi game là anh em không có cần chiến thuật nhiều đâu, anh em chỉ cần vỏ mồm thôi anh em mà. Chỉ cần cái mồm thôi là có thể gọi là lùa vài ba con gà vô anh em mà. Quá ghê, trời ơi. Đó, gì ghê vậy trời ơi, thấy chưa, tôi đánh với đồng đội tôi khen cỡ đó là anh em phải hiểu là cái vỏ mồm tôi nó cỡ nào anh em mà. Thì tôi giải thích cho anh em rõ là cái pha đó tại sao mà tôi chat đó là cướp đỏ nha anh em. Tại vì á, sau khi mà tôi chat cướp đỏ thì team bạn á, nó sẽ nghĩ là ui xồi, cái thằng này nó chưa có ăn bùa đỏ đâu, mà nó mới gọi là nó mới qua, nó cùng đồng đội nó qua cướp thôi. Nhưng mà nó đâu có ngờ là tôi ra ăn trước rồi anh em mà. Đó,
tôi đã đi trước nó một nhịp và đã lừa nó gọi là một cú quá là đau đớn đi nè ơi. Cho nên gọi là cái pha đó tôi có 4 thằng, team tôi có 4 thằng nè, còn team nó thì chỉ mới có 3 thằng thôi. Thì lúc đó làm sao mà đỡ được anh em. Đấy, 4 đánh 3 không chọc thì cũng tàn phế nè ơi. Nhưng mà đáng tiếc thay là pha này nó không có tàn phế nữa nè em à. Mà nó gọi là nó chết ngắt 3 thằng luôn em ơi, ăn trụ ấy đi con. Chạy đi đâu rời khỏi nắng mày ơi. Rồi rồi rồi, lấy luôn cái trụ này em ơi. Ôi mà không được nha, cái pha này mình cũng chưa chắc là cái thằng Adam nó còn anti hay không anh em à. Cho nên thôi, mình sẽ lui cho nó chắc ăn chắc kèo nha anh em. Đấy, giết hộ cái luôn. Mày nghĩ tầm này mày lôi điểu mày thấm được tao hay sao? Cái KDA của tôi bây giờ là 7-1-3 anh em à. Đấy, là tức là coi như là nãy giờ tôi làm hết trơn luôn anh em ơi. Nói thẳng ra là tôi làm hết trơn luôn anh em à. Đó, thì với cái KDA như thế này thì cái thằng tôi lên là bây giờ nó chỉ có gãy ghẻ tôi thôi, chứ nó không có làm gì được tôi đâu anh em à. Cho nên em cứ mà yên tâm mà cứ chơi thoải mái em. Rồi, hình như là chị Omo mà tập chị ở đây đúng không? Không có đây thì ở đây. Ủa không có luôn anh em à. Ủa cái thằng Omo đi đâu anh em? Cái thằng bột giặt đi đâu anh em? Trời, trời ơi, gian nha. Ơi múa rìu quá mắc thợ hả mày? Thôi bỏ nha anh em. Nói chung là cây đây của mình nó rất là gọi là rất là đẹp, nhưng mà bù lại cái là cái thằng Omen nó rất là thâu ở giai đoạn đầu game anh em à. Cho nên mình cũng không có dám gọi là lâu la lâu nháo anh em ơi. Lâu la lâu nháo là nó cho mình hụt nháo luôn anh em mà. Đang ở trong cái thời kỳ đỉnh cao của cái con Nakadrop. Đấy, cây đây đang đẹp, mình không thể nào mà mình gọi là quăng game được nha anh em. Rồi, bây giờ nè chị Aram, trói em đi chị Aram. Trời ơi, trói em đi. Ủa, em gọi là em xả thân để cứu đồng đội như thế mà chị ăn chuối luôn đi chị ơi. Quá ghê đi không ạ. Cái pha này thì nói chung là mình triêu cái thằng Arum tí nha anh em. Đấy, mình gọi là đồng địch chân chính mà anh em. Mình triêu tí thôi có gì đâu. Đấy, đôi khi gọi là có những cái người đồng địch như thế này nè, nó mới gây ức chế cho team bạn chứ anh em. Đấy, cho team bạn nó càng ngày càng ức chế. Mà anh em nghĩ đi, cái con trai mà nó đã ức chế rồi thì nó đụng ai là nó cũng xúc, mà nó gặp ai là nó cũng múc anh em à. Đấy, tôi là hiểu mấy ông quá cơ, cùng là con trai cả mà. Đấy, rồi Omo bông giác ăn chuối đi mày, chạy đi đâu trên trời khỏi nắng em ơi. Nó chạy được, nó chạy lên quận anh em à. À, hồi nãy giờ ngáo đá được ơi, làm clip 7 phút đồng hồ rồi mà quên chào anh em đó anh em à. Bởi nãy giờ tôi thấy nó thiếu cái gì anh em ơi, bởi ta nó đa thù chung chi có khác anh em ấy. Bây giờ là không còn là top 1 đang đấu sớm nữa, mà gọi là đa thủ top 1 sớm anh em mà. Rồi, trời ơi, gắt nhờ. Thôi chào sau anh em ơi. Còn giờ mình sẽ xin anh Van Hen nhẹ cái con rồng nha anh em. Và gọi là đớp luôn cái mạng của ảnh nha. Khỏi chạy đi mày ơi. Tầm này mày chạy được nhưng mà chạy vào nồi, hất tung một cái, chém thường một cái lên bảng điểm số chứ còn gì nữa anh em ơi. Đó, thì gọi là xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là Yunsi. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Rất là mong anh em thứ lỗi cho mình là nãy giờ mình gọi là đá thủ nó nhầm anh em mà. Chơi đá nhiều quá cái nó đâm ra nó lú anh em ơi. Xin nhẹ một mạng nữa anh em mà. Đấy, thì nãy giờ là mình có xương xương 11 mạng anh em ơi. Ôi, vậy là nãy giờ mình ăn mạng vượt thời gian luôn à. Ghê ơi. Ơi, đá thủ nhập đánh ghê quá anh em ơi. Đấy, rồi rồi sao nè, thôi mình lui nhẹ nhịp nha anh em. Ở đây có thằng Arum. Đấy, cái thằng gọi là cái chị Rum, chị trói mình cái là chị Butterfly vô là đơm mình là máu mỏ tràn lên máu mũi luôn em ạ. Ừ, cho nên thôi lui nhẹ nhịp nha anh em ơi. Chứ mà nói thiệt với anh em luôn, nếu mà không có thằng Arum là mình solo tay đôi chị bên đường này mà. À trời ơi, có người cho mình test liền em ơi. Ui rồi chết rồi, không sao, chơi được nha anh em, ăn chuối đi mày. Ao dây, trời ơi quá ghê. Đôi solo các bạn, solo với tu răng khô phải gọi là quá nhức đất luôn em mà. Nó gọi là tầm này thì cái lượng vàng với cái lượng đồ của mình thì nó thiệt với đem luôn là cái thằng Omo nó chỉ có về nó giặt quần áo thôi chứ nó không có gọi là lắm dám lâu la lâu nháo với mình đâu anh em mà. Đó, mình dám khẳng định anh với anh em một câu chắc nịch như vậy luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là chắc là mình sẽ vét máng cái phần rừng bùa đỏ team mình. Rồi mình sẽ phụ cái thằng Iron để ăn luôn cái con xe xa. Và chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu anh em ơi. Bởi vì sao? Cái lượng vàng của mình bây giờ là nó đã quá gọi là xanh xao anh em mà. Đó. Nhưng mà không vì thế mà anh em chủ quan nha. Mình nói với anh em biết bao nhiêu là trận đấu rồi.
là tức là khi mà anh em sanh á, anh em cũng đừng có chủ quan, anh em cứ mà gọi là ép lên team bạn đi. Nói anh em chủ quan là anh em coi như là quăng game luôn em à. Ê, trời ơi ngon nè, cho em xin một mạng của anh Butterfly. Đấy rồi, lên đây bơi, tới cũng kìa tụi bay rồi. Anh bắn ê, đang chui đi anh. Rồi xong rồi, trời ơi tiếp một kill, one kill. Ôi kìa, Mega đi bơi. Rồi xuống dưới đôm cái mạng Mega nè mà. Trời ơi, tầm này thì nói thiệt chứ em luôn là có 10 cái gọi là, có 10 cái ông bà nó gánh cũng không nổi nó pha này nè mà. Rồi thì tầm này thì chắc có lẽ là trận đấu mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Và mình xin tặng nhẹ cái Mega Kill để dành tặng cho anh em nha. Thì nói chung là clip mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay, cho mình xin một like, kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Nhớ like, nhớ đăng ký kênh như các đá thủ ơi.